Sáng 20 tháng 11, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, đồng thời vinh danh tấm gương thầy cô tiêu biểu đạt giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25 của báo Sài Gòn Giải Phóng và Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đồng sáng lập. Các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cùng nhiều đại biểu cũng như 636 nhà giáo tiêu biểu đến tham dự. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi biểu dương ngành giáo dục thành phố đã xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập do Bộ Giáo dục Đào tạo phát động. Nhất là trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Nhiều mô hình hay và sáng tạo không chỉ được nhân rộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở phạm vi cả nước. Cũng tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã gửi lời chúc mừng đến giải thưởng Võ Trường Toản của báo Sài Gòn Giải Phóng và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 25 năm phát triển và có nhiều đóng góp cho xã hội. Đặc biệt là 50 cán bộ quản lý giáo viên tiêu biểu được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm nay, cũng như chúc mừng đến 5 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2022. Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 25 năm giải thưởng Võ Trường Toản, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã quyết định tặng bằng khen cho 25 nhà giáo tiêu biểu được vinh danh giải thưởng Võ Trường Toản qua các thời kỳ. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được cờ thi đua của Bộ Giáo dục Đào tạo do có nhiều thành tích xuất sắc về đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thầy đã đạt giải Trường Toản năm 2020 là một vinh dự rất lớn đối với cuộc đời một nhà giáo. Khi mà đạt giải thì mình phải cố gắng là làm thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ được giao, làm sao nữa để mình đạt được kết quả, duy trì được cái thành tích tiêu biểu. Năm nay, giải thưởng Võ Trường Toản tiếp tục vinh danh 50 nhà giáo là cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu được xét chọn giải thưởng lần thứ 25 để tiếp thêm động lực, sự yêu nghề, tinh thần tận tụy, cống hiến vì sự phát triển chung cho ngành giáo dục thành phố. Cô đã vào nghề dạy học được 28 năm. Trong suốt cái cuộc đời đi dạy của mình, cô chưa có bao giờ nghĩ là mình sẽ được vinh danh trong một cái giải thưởng danh giá như thế này. Mình chỉ biết là mỗi ngày mình cố gắng hết sức thôi vì cái chức trách nhiệm vụ của mình và cũng vì là mình yêu quý cái nghề, mình yêu quý các em học sinh. Nhưng mà ngày hôm nay á, cái việc đạt giải á, nó giống như một cái cột mốc trong cái sự nghiệp của mình. Nó làm cho mình cảm thấy là mình được xã hội công nhận những cái đóng góp nhỏ nhoi của mình. Giải thưởng Võ Trường Toản chính là dịp để tôn vinh các thầy cô giáo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp suốt 25 năm qua. Từ đây, các nhà giáo, cán bộ, quản lý nhận giải thưởng không ngừng lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, cống hiến cho sự nghiệp trong người của thành phố. Với 25 năm hình thành và phát triển, giải thưởng Võ Trường Toản đã xác định được cái vị trí của mình trong ngành giáo dục, tôn vinh được 826 người thầy đóng góp rất lớn cho sự nghiệp giáo dục của thành phố nói riêng và của Việt Nam nói chung. Chúng ta cũng có thể thấy rằng những người thầy này sau khi nhận giải thưởng thì đã tiếp tục phát huy vai trò của mình, giúp tạo thành những tấm gương sáng cho phong trào giáo dục dạy tốt học tốt của thành phố Hồ Chí Minh.